Xin kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả đến với chương trình tọa đàm Sáng mãi tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có chủ đề Người cao tuổi thành phố Cần Thơ học và làm theo Bác. Và tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Quỳnh Thị Anh Đào, là phó ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Cần Thơ. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Văn Búa, Phó trưởng khoa 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 học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ. Thưa quý vị, năm 1990, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc tế Người cao tuổi, bắt đầu từ năm 1991. Việt Nam là một trong số các quốc gia tích cực hưởng ứng các hoạt động, các phong trào chăm sóc cùng với phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của người cao tuổi trong việc xây dựng, phát triển gia đình, cộng đồng, xã hội, đặc biệt trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng xem lại một số hoạt động nổi bật sau đây của các cấp hội người cao tuổi thành phố. Thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên 122.000 người cao tuổi ở thành phố Cần Thơ luôn phát huy vai trò của người cao tuổi, tuổi cao, gương sáng, gắn với chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho hội viên. Cùng với các ngành địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, xã hội tại địa phương. Học và làm theo gương Bác Hồ, các cấp hội người cao tuổi thành phố Cần Thơ phát động nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đến tận cơ sở. Cụ thể như phong trào tuổi cao, gương sáng được hội viên hưởng ứng rộng khắp địa bàn. Nổi bật, người cao tuổi luôn là tấm gương sáng để dạy dỗ con cháu, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiều tổ, nhóm, câu lạc bộ về thể dục, văn nghệ, hoạt động thường xuyên, thu hút nhiều thành viên tham gia. Đáng chú ý trong năm, Hội Người cao tuổi tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Qua đó, biểu dương khen thưởng gần 40 cá nhân. Đáng chú ý, có nhiều cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang lan tỏa ngày càng sâu rộng trong hội viên. Đi làm ví dụ như là vệ sinh môi trường thì nói chung là tụi cô cũng như là vừa người cao tuổi vừa phụ nữ kết hợp, như là ví dụ như các ngày lễ thì tụi cô đi vệ sinh các hẻm để cho giữ gìn sạch sẽ ở trong khu vực mình này này. Các cái hẻm là các cô, tụi cô các hàng tháng là hàng vào ngày lễ Tết với cả hàng tháng tụi cô đều làm hết. Để phục vụ cho các cái buổi hội, buổi lễ kỷ niệm truyền thống của phường, của khu vực. Thì phường có yêu cầu mình tham gia cái gì thì toàn đội là nhiệt tình tham gia, tranh thủ tập những tiết mục múa hay là hát gì đó. Tham gia theo đề nghị của phường, nói chung là mọi người rất là nhiệt tình. Hướng tới Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1 tháng 10, các cấp hội người cao tuổi thành phố tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực để cao vai trò trách nhiệm của người cao tuổi trong cuộc sống. Đây cũng là dịp để các cấp hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách chăm lo đối với người cao tuổi, một vốn quý luôn được xã hội trân quý. Và trong những ngày này thì nhiều hoạt động chăm lo tôn vinh người cao tuổi cũng đang được triển khai rộng khắp trong cộng đồng. Và trong clip thì chúng ta cũng đã thấy là Hội Người cao tuổi phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều cũng đã có rất nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Thưa bà Nguyễn Thị Tươi ạ, là Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Xin bà cho biết thêm về hoạt động của hội trong dịp này, cũng như là các hoạt động và kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc người cao tuổi gắn với thực hiện chỉ thị 05, kết luận 01 của Bộ Chính trị trong thời gian qua như thế nào, thưa bà? Thì Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1 tháng 10 ngày nay không còn xa lạ đối với lại cái lớp người cao tuổi của chúng ta nữa. Thì những cái công tác trọng tâm trong cái tháng này là tập trung từ bắt đầu từ tháng 9 thì tập trung cho hai cái nội dung. Cái thứ nhất là phải tổ chức để mừng thọ cho các cụ cao niên theo quy định của nhà nước.
Và cái thứ hai nữa là đây là cái tháng cao điểm thực hiện cái tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Hai cái nội dung này thì để cho hoạt động sôi nổi thì các cái câu lạc bộ dưỡng sinh và văn nghệ cũng đã tập những cái tiết mục văn nghệ để chuẩn bị giao lưu cũng như là hát để phục vụ cho các cụ trong cái ngày mừng thọ này. Thì trong năm 2023 đó thì để thực hiện cái việc là gắn giữa cái học tập và làm theo cái một trong những cái kết luận 01 thì đối với hội người cao tuổi ở cấp cơ sở thì đã căn cứ vào các cái chương trình công tác hội cũng như là những cái nhiệm vụ được giao, thì trong đó trước tiên là phải trong năm 2023 thì hội đã củng cố cái công tác hội vững mạnh, bởi vì các cái chi hội vững mạnh thì đối với phường mới vững mạnh. Năm nay thì củng cố 3 cái chi hội và bầu mới một chi hội trưởng. Qua cái công tác củng cố thì đã phát triển được 126 hội viên mới. Đây là cái số so với những năm trước là cái số phát triển hội viên tương đối là cao, đạt cái tỷ lệ 126% so với chỉ tiêu thi đua. Cái thứ hai nữa là về cái công tác chăm lo, thì vấn đề thứ nhất là chăm lo về sức khỏe. Thì trong năm cũng đã tổ chức 2 cái buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người cao tuổi. Rồi thực hiện cái chương trình mắt sáng cho người cao tuổi. Thì qua cái chương trình này cũng đã đưa 22 cụ để đi mổ để mà lắp đặt thủy tinh thể cho mắt các cụ cũng như là những cái giải phẫu khác. Và đồng thời thì phối hợp với trạm y tế, phối hợp với lại bệnh viện lao của thành phố để khám tầm soát bệnh phổi cho các cụ bằng cái phương pháp là chụp X quang. Và đồng thời thì cũng tổ chức các cái buổi tư vấn về một số bệnh thường gặp của người cao tuổi như là bị tim mạch, huyết áp, tiểu đường hay là xương khớp. Thì vừa qua đối với cái công tác khám bệnh cấp thuốc miễn phí thì hội đã làm rất tốt và cũng đã được cái sự tin cậy của địa phương. Song song với lại cái công tác chăm lo về mặt sức khỏe thì đối với hội còn chăm lo về mặt vật chất, thì trong năm cũng đã vận động để mà chăm lo, chứ nhất là chăm lo quà Tết cho các cụ đầu năm. Và đặc biệt nhất là cái công tác tập trung vào cái tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam thì tập trung cho cái công tác vận động là nhiều nhất. Thì vừa qua là trong tháng 9 thì đã vận động được 230 phần quà cho các cụ người cao tuổi mà thuộc cái hoàn cảnh khó khăn. Thì với tổng số tiền là 55 triệu. Và đặc biệt là trong cái những cái ngày mừng thọ này thì đã vận động được là khoảng 300 phần quà. Trong đó thì có 80 phần quà được tặng ngay chân cái ngày mừng thọ của các cụ, trị giá là 250.000 đồng một phần. Thì trong cái tháng hành động thì bắt đầu từ tháng 9 đến hiện nay thì đã vận động được cái số tiền là trên 83 triệu đồng trong cái tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Cái thứ ba nữa là về cái công tác chăm sóc là về mặt tinh thần á, thì đối với phường Lợi thì hiện nay thì có một cái câu lạc bộ dưỡng sinh có 4 sân và trong đó có 60 thành viên. Ngoài ra thì còn có các cái câu lạc bộ văn nghệ rồi tham gia câu lạc bộ đờn ca tài tử. Thì trong các hoạt động này đó thì phường trong năm 2023 cũng đã tổ chức được cái liên hoan tiếng hát người cao tuổi, qua đó cũng chọn được một cái tiết mục để đi thi ở cấp thành phố. Rồi câu lạc bộ dưỡng sinh cũng tham gia cái hội cái giải cúp các cái câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh toàn quốc đã được đạt được cái huy chương đồng mà tổ chức ở tại Sóc Trăng. Thì ngoài ra thì về cái công tác mà phát huy cái vai trò người cao tuổi đó thì hội cũng rất là quan tâm. Trong năm nay đó thì hội đã hoàn thành xong cái mô hình dân vận khéo là người cao tuổi vận động nâng cấp cái hẻm nhánh 102/52. Cái hẻm nhánh này chiều dài 60m thì các cụ đã vận động cái số tiền là 35 triệu để mà nâng cấp cái hẻm này. Rồi còn một cái mô hình nữa là đang thực hiện và dự kiến là ngày 15 tháng 10 này sẽ tổng kết trong cái ngày kỷ niệm ngày dân vận, thì cũng đã vận động được cái mô hình là một người làm 4 cái nhiệm vụ đoàn thể. Trong đó thì người cao tuổi phụ trách cái công tác đoàn thể, 4 đoàn thể này là Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Người Cao Tuổi, Hội Khuyến Học và cái Hội Phụ Nữ. Thì qua cái phong trào mà phát huy vai trò người cao tuổi thì nói chung
là các cụ tâm huyết với lại địa phương và tâm huyết với người cao tuổi. Xin cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Tươi. Rõ ràng chúng ta có thể thấy là rất nhiều hoạt động dành cho người cao tuổi ở trên địa bàn phường Hưng Lợi, đúng không ạ? Đã đem đến cho người cao tuổi nhiều nguồn động viên quý giá. Và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết luận 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp hội người cao tuổi thành phố Cần Thơ thời gian qua đã quán triệt thực hiện công tác này gắn với việc thực hiện các hoạt động của tổ chức hội thời gian qua ra sao, nhất là trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi năm nay. Và câu hỏi này xin được mời bà Quỳnh Thị Anh Đào là phó ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Cần Thơ. Xin bà có thể thông tin thêm ạ. Dạ. Nói chung cán bộ của Hội Người Cao Tuổi đa số là hưu trí, rồi cán bộ lãnh đạo để qua làm cái công tác hội. Cho nên việc học tập và làm theo tấm gương của bác, chúng tôi coi như một cái nhiệm vụ trung tâm chính trị thường xuyên và tuyên truyền. Nhân ngày quốc tế 1 tháng 10 năm nay, thì ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố đã có những hoạt động rất thiết thực. Thì hồi nãy giờ thì có chỗ mà bà Nguyễn Thị Tươi đó, là chủ tịch Hội Người Cao Tuổi của phường Hưng Lợi, cũng đã thông qua một số hoạt động của cái cấp cơ sở. Thì cấp thành phố chúng tôi cũng từ nó, ngay từ ban đầu là đầu năm là chúng tôi đã phát động phong trào là tháng hành động vì người cao tuổi rồi. Rồi nhân ngày 1 tháng 10 năm nay thì có nhiều cái hoạt động về công tác là chăm sóc, mừng thọ, rồi là phát huy vai trò người cao tuổi. Năm nay thì thành phố Cần Thơ chúng ta có 49 cụ tròn đúng 100 tuổi. Thì chuẩn bị là, ở đây là chuẩn bị là đoàn cũng sẽ đi chúc mừng. Thì hiện tại bây giờ các cấp cơ sở cũng đã tổ chức mừng thọ cho các cụ nhân ngày 1 tháng 10 rồi. Rồi công tác chăm sóc thì trong cái tháng, trong cái nhân dịp mà quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10 năm nay, thì về công tác chăm sóc của các cụ thì hiện tại bây giờ về tổng hợp các cấp cơ sở thì chúng tôi đã chăm sóc và tặng quà cho các cụ là khoảng 2 tỷ đồng cho tất cả các đối tượng người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Thì đó là cái phần chăm sóc. Còn về công tác phát huy thì cũng báo cáo một chí. Phát huy thì chúng tôi ngay từ đầu là chúng tôi dùng cái công tác tuyên truyền, giáo dục và học tập theo gương bác là luôn luôn là có trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng của người cao tuổi. Như vậy thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền được trong năm là được rất là nhiều cuộc. Chúng tôi phối hợp với nhiều cuộc của tuyên giáo, của các công tác chuyên môn của các quận, huyện để chúng tôi phối hợp mở công tác tuyên truyền và triển khai tập huấn để cho cán bộ hội, người cao tuổi thấm nhuần cái việc học tập và làm theo gương bác để theo đúng như là lúc sinh thời bác đã là coi trọng cái người cao tuổi. Người cao tuổi là cái lực lượng gọi là giống như là đầu tàu, gương mẫu và có uy tín để xây dựng tình làng nghĩa xóm. Rồi trong đó thì phát huy cái vai trò người cao tuổi trong đoàn kết của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, kính lão đắc thọ, kính trên nhường dưới là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy. Ngay từ những ngày đầu trở về nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam và đánh giá rất cao vai trò của người cao tuổi và xem là vốn quý của xã hội. Xin mời tiến sĩ Phạm Văn Búa, Phó trưởng khoa 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 học Chính trị Trường Đại học Cần Thơ có thể chia sẻ thêm về tư tưởng của bác về người cao tuổi và thêm vào đó thì có những câu chuyện cảm xúc về bác đối với người cao tuổi. Tiến sĩ có thể chia sẻ thêm ạ. Đảng ta khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng của Bác đối với người cao tuổi mà Bác gọi là các bậc phụ lão là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng ấy và trong tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc. Có thể rằng suốt cuộc đời của Bác rất quan tâm
đến người cao tuổi. Đây là một bộ phận rất quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với người cao tuổi được tụ chung trong 4 quan điểm. Thứ nhất, Bác cho rằng người cao tuổi là vốn quý báu nhất của dân tộc. Thứ hai, Bác khẳng định người cao tuổi là nguồn lực vô cùng quan trọng của sự nghiệp cách mạng. Thứ ba, Bác cho rằng người cao tuổi là người có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, lao động, trong chiến đấu, là tấm gương sáng cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Và thứ tư là Bác đặc biệt quan tâm đến chính sách đối với người cao tuổi. Có thể nói rằng đối với chiến lược đại đoàn kết dân tộc thì người cao tuổi là một bộ phận rất quan trọng. Ngay từ trong tác phẩm Đường Cách Mệnh thì Bác đã khẳng định công nông là gốc của cách mệnh, dân chúng là người chủ của cách mệnh. Và trong công nông và dân chúng, các bậc phụ lão, người cao tuổi là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong khối đó. Đến năm 1930, trong cương lĩnh chính trị đầu tiên, trong chiến lược đại đoàn kết, Bác khẳng định đảng phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình và làm cho giai cấp mình lãnh đạo dân cài. Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp nông dân và dựa hẳn vào dân cài. Đảng phải ra sức lôi kéo cho bằng được tiểu tư sản, trí thức trung nông, trung tiểu địa chủ ngã về phía cách mạng. Và trong chiến lược đại đoàn kết ấy, người cao tuổi và gọi là các bậc phụ lão là một bộ phận rất quan trọng trong khối đó. Đến năm 1941 thì Bác về Bác bó Cao Bằng. Chủ trương của Bác là thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. Và trong mặt trận Việt Minh, có thể nói rằng đó là linh hồn, là cái cốt vật chất của khối đại đoàn kết. Và trong đó thì Bác khẳng định là tập hợp lực lượng không phân biệt già, trẻ, trai, gái, giàu, nghèo, quý tiện. Cũng đầu năm 1941 khi về Bác bó, thì Bác nhắc nhở cán bộ, Bác nói là muốn làm cách mạng thì phải có lực lượng to lớn. Muốn có lực lượng to lớn thì phải thực hiện đoàn kết. Muốn mở rộng và thực hiện đoàn kết thì nhất định phải kính lão, tức là kính trọng người già và yêu quý trẻ nhỏ. Và Bác đưa ra một bài học, có thể nói là bài học rất hay và thế hệ trẻ chúng ta học tập suốt đời. Bác nói là khi chúng ta vào bất kỳ một gia đình nào đó thì việc trước tiên là chúng ta phải kính trọng lễ phép với người già. Chúng ta yêu quý trẻ nhỏ trong nhà, chúng ta kính trọng lễ phép với người già, người già sẽ quý mến chúng ta. Chúng ta yêu thương trẻ nhỏ sẽ gần gũi với chúng ta. Người già quý mến, trẻ nhỏ gần gũi thì cha mẹ của các cháu sẽ gắn bó với chúng ta. Và cũng tại hội nghị 8 tháng 5 năm 1941, sau đó thì Bác khẳng định một câu rất là hay. Bác nói là một lời nói của các bậc phụ lão liên quan rất lớn đến hưng bang. Ở trong gia đình, tổ quốc, phụ lão là bậc thượng tôn. Đối với xóm giềng, dòng họ, phụ lão là người có uy tín rất lớn. Cho nên Bác đây khẳng định, Bác nói là phụ lão hô hào thì nhân dân hưởng ứng, phụ lão làm thì nhân dân làm theo. Và chúng ta có thể nói rằng cũng sau hội nghị ấy thì Bác chủ trương thành lập Hội Phụ Lão Cứu Quốc, mà trong tài liệu nguyên văn gọi là Cứu Quốc Phụ Lão Hội. Và trong cái lời kêu gọi hiệu triệu đoàn kết các bậc phụ lão thì Bác đã khẳng định cái tầm quan trọng, cái vai trò rất là lớn của các bậc phụ lão đối với sự nghiệp cách mạng. Bác nói rằng đất nước hưng thịnh là nhờ có phụ lão góp sức, đất nước bền vững là nhờ có phụ lão xây dựng, đất nước mất phụ lão cứu, đất nước suy sụp phụ lão hiến kế. Như vậy Bác chúng ta đã khẳng định vai trò rất là quan trọng của phụ lão đối với sự hưng thịnh tồn vong của đất nước. Và cũng vì vậy mà trong cái bức thư gửi cho các vị phụ lão Hà Nội về động viên thành lập Hội Phụ Lão Cứu Quốc thì Bác cho rằng sự góp sức của các phụ lão là hùng sức vào sự nghiệp bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đêm 19 tháng 12 năm 1946 thì Bác đã thấy được sức mạnh to lớn ấy của các bậc phụ lão. Cho nên trong lời kêu gọi Bác đó là bất kỳ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Đó, như vậy thì rõ ràng cho chúng ta thấy rằng trong sự nghiệp cách mạng thì vai trò của phụ lão là rất lớn. Có thể nói đó với chiến thắng Việt Bắc năm 1947 thì trong đó có vai trò của đội du kích phụ lão. Vì vậy mà sau chiến thắng Việt Bắc, Bác đã viết một bức thư gửi chúc mừng và cảm ơn các vị phụ lão. Và trong đó thì Bác khẳng định là tuổi càng cao nhưng mà chí cũng càng cao. Và Bác ca ngợi sự hăng hái xung phong đi đầu, giết giặc của các bậc phụ lão Việt Bắc năm 1947. Và chúng ta có thể nói rằng trong suốt quá trình cách mạng, kể cả đến di chúc cuối cùng của Bác cũng vậy. Trong di chúc cuối cùng thì trong lời khẳng định về sự tất thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bác cũng khẳng định rằng khi đất nước đã giành được thắng lợi hoàn toàn thì Bác sẽ đi khắp mọi miền tổ quốc. Và trong đó thì Bác dành một phần là đi thăm các vị
phụ lão. Thực tế thì trong sự nghiệp xây dựng đất nước thì Bác khẳng định phụ lão là những người có kinh nghiệm rất lớn trong lao động sản xuất, trong chiến đấu và là tấm gương rất sáng trong nuôi dạy con cháu. Vì vậy Bác nhắc nhở cán bộ là phải đặc biệt quan tâm đến chính sách đối với phụ lão. Vâng ạ. Hiện nay chúng ta có thể thấy là Đảng và Nhà nước cũng đã có nhiều những chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi. Và để làm rõ hơn thì xin tiến sĩ có thể thông tin thêm về một số nội dung nổi bật đã được triển khai thực hiện, nhất là trong việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay, thưa tiến sĩ. Chăm sóc, bảo trợ, quan tâm đến người cao tuổi, đó là đạo lý, là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong suốt quá trình cách mạng, kể cả đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến chính sách đối với người cao tuổi. Điều đó đã được cụ thể hóa thành luật người cao tuổi năm 2009. Và trong luật cao tuổi thì nhà nước đã dành 8 chính sách rất là lớn đối với người cao tuổi. Chính sách chăm sóc, bảo trợ, nuôi dưỡng và đặc biệt là gắn chính sách chăm sóc người cao tuổi với chính sách phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời ở trong đó cũng có chính sách khen thưởng đối với các gia đình, các tổ chức xã hội quan tâm chăm sóc đối với người cao tuổi. Và đặc biệt Đảng ta sau hội nghị Trung ương 7, hội nghị Trung ương 7 khóa 9, đây là hội nghị bàn về chiến lược đại đoàn kết dân tộc. Và có một cái nghị quyết rất quan trọng của hội nghị Trung ương 7 khóa 9 năm 2003, đó là nghị quyết 23. Thì đây là nghị quyết định hướng về chính sách đối với người cao tuổi và trong đó đề cập đến hệ thống chính sách rất toàn diện đối với người cao tuổi. Gần đây nhất là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ta tháng Giêng năm 2021 đã dành hẳn một phần khẳng định là phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong lao động, sản xuất, chiến đấu trong cuộc sống đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Đồng thời, đại hội 13 cũng khẳng định hệ thống chính trị, cả hệ thống chính trị phải quan tâm chính sách đối với người cao tuổi một cách toàn diện. Và có thể nói rằng đối với nhà nước ta thì nhà nước ta cũng ban hành khá nhiều cái nghị quyết và nghị định về chính sách đối với người cao tuổi. Cụ thể là ngày 13 tháng 10 năm 2020 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 1579 phê duyệt đề án về chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi đến năm 2030. Và trong đó cũng đề cập đến rất nhiều chính sách. Và ngay sau đó thì ngày 15 tháng 3 năm 2021 thì Chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định số 20. Thì đây là một cái nghị định mà có thể nói là bàn về chế độ chính sách đối với xã hội và trong đó có người cao tuổi. Và có thể nói rằng là Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đối với người cao tuổi. Như đại diện cho Chủ tịch người cao tuổi của Hương Lợi và của cô cũng đã nói rõ cái điều này. Xin cảm ơn tiến sĩ ạ. Thưa quý khán giả, kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, thời gian qua thì vai trò của người cao tuổi tại thành phố Cần Thơ rất được chú trọng và phát huy. Qua đó, người cao tuổi cũng có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố ở trên nhiều lĩnh vực. Và về những đóng góp nổi bật của người cao tuổi thành phố trong thời gian qua thì về điều này xin mời bà Quỳnh Thị Anh Đào có thể là chia sẻ thêm ạ. Trong thời gian qua thì phong trào chăm sóc và phát huy thì về vấn đề phát huy của người cao tuổi thành phố Cần Thơ đã đóng góp rất là nhiều cho thành phố trong cái nhiều về nhiều mặt, ví dụ như về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, rồi là phối hợp với công an chỉ đạo cho từ giới hội cơ sở để là tổ chức những cái phong trào mà người cao tuổi tham gia ở trong những cái công tác như là hòa giải, rồi công tác bảo vệ xóm làng, rồi phong trào như là văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thì chúng tôi cũng đã tổ chức từ cơ sở để mà cho đời sống dân tinh thần á, thì chúng tôi cũng tổ chức được liên quan tiếng hát người cao tuổi khắp thành phố. Thì như nãy đồng chí Tươi có nói đó, là chúng tôi cũng tổ chức được để cho giúp đỡ tinh thần cho người lớp người cao tuổi. Phong trào người cao tuổi làm kinh tế để giúp đỡ cho tạo điều kiện giúp đỡ. Thì hiện tại bây giờ là chúng tôi có những người cao tuổi là làm kinh tế, chủ doanh nghiệp, chủ trang trại cũng là người cao tuổi. Nói chung đó là một số công tác cho ở trong phong trào phát huy vai trò người cao tuổi của thành phố Cần Thơ thì cũng tạo điều kiện để lớp người cao tuổi chúng tôi có dịp tham gia ở trong tất cả các mặt phong trào.
và để thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị 05 kết luận 01 của Bộ Chính trị nhằm tạo sức lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân, trong đó thì quan trọng là cũng có người cao tuổi. Đối với ban đại diện thì sẽ tiếp tục thực hiện ra sao trong thời gian tới nữa, thưa bà Quỳnh Thị Anh Đào? Chúng tôi tiếp tục thực hiện là học tập và làm theo đạo đức phong cách của bác, gắn với lại phong trào tuổi cao gương sáng của người cao tuổi. Thì người chúng tôi sẽ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tại vì từ cấp cơ sở, tại vì hội có vững mạnh thì ở thành phố mới vững mạnh. Rồi chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy là vai trò người cao tuổi về tất cả các mặt và chăm sóc người cao tuổi, thực hiện tất cả các chế độ chính sách đối với người cao tuổi, nhất là thực hiện là luật người cao tuổi, rồi bộ luật sửa đổi của người cao tuổi trong thời gian qua. Thì chúng tôi cũng nói chung là hội người cao tuổi của thành phố, chúng tôi đã làm rất là nhiều ở trong nhiều cái công tác, nhiều mặt, thì chúng tôi vẫn tiếp tục để thực hiện các đó. Nhất là bây giờ chúng tôi sẽ tổ chức tiếp tục thực hiện cái đề án 1336 là thực hiện là xây dựng, thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi cũng được Ủy ban nhân thành phố là chỉ đạo để thực hiện cho tới năm 2025. Thì hiện tại chúng tôi cũng thực hiện trên tất cả 83 xã phường thị trấn được là 97 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Cái này cũng là một cái mảng để giúp đỡ cho tất cả các thế hệ từ trẻ già ở trong câu lạc bộ đó, để giúp đỡ cho những người cao tuổi có hoàn cảnh nghèo, khó khăn và về mặt vật chất và tinh thần. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cao tuổi luôn được chú trọng, tiếp nối và phát huy. Người cao tuổi luôn được quan tâm chăm sóc ngày càng tốt hơn về đời sống, sức khỏe và cả tinh thần nữa. Người cao tuổi đã có nhiều đóng góp thiết thực và quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố để xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Và xin cảm ơn các diễn giả đã cùng đến với chương trình đóng góp những nội dung đáng quý dành cho chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình buổi tọa đàm hôm nay đến đây cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các diễn giả đã cùng tham gia chương trình và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái mến chào.